bệnh mà quá tải áp lực thì cơ chế bù sẽ là giãn tâm thất ra, còn một cái bệnh mà làm giảm cái khả năng giãn nở của tim thì nó sẽ bù lại bằng cách là tăng cái khả năng tống máu trong cái phì đại tâm thất lên. Tuy nhiên thì cả ba cơ chế là tăng tần số tim, giãn tâm thất hay phì đại tâm thất thì nó đều có một giới hạn nhất định, và khi đi quá giới hạn này thì ngược lại là tim sẽ tổn thương nhiều hơn. Đó là cơ chế bù trừ tại tim. Chúng ta nói tiếp tới cơ chế bù trừ ngoài tim. Bù trừ ngoài tim tức là bù trừ ở hệ thống động mạch, ở mạch máu đó. Thì chúng ta sẽ thấy là cơ chế chính ở đây là co mạch ngoại vi. Tại sao phải co mạch ngoại vi? Tại vì tim sẽ ưu tiên cấp máu cho não và cho chính nó. Và những cái mạch não ngoại vi thì sẽ bị co lại trong trường hợp suy tim để bảo tồn máu cho những cơ quan quan trọng. Cho nên trong suy tim thì mạch não và mạch tim thì sẽ mạch vành đó thì sẽ vẫn được nuôi dưỡng, nhưng mà mạch của tất cả cơ quan ngoại vi đều có xuống co lại để duy trì áp lực tưới máu nha. Thì để co mạch thì chúng ta sẽ có ba cái hệ thống, đó là hệ thống giao cảm, hệ thống renin-angiotensin và hệ thống ADH tức là vasopressin. Cả ba hệ thống này đều có thể đưa đến là làm co các mạch máu ngoại biên và dồn máu về cho các mạch lớn ở tim và ở não. Thì cơ chế của cái tăng cái hoạt động thần kinh giao cảm hoặc là tăng hoạt động của renin-angiotensin thì chúng ta đã bàn đến trong cái bài tăng huyết áp chúng ta cũng nói rồi, trong cái bài bệnh mạch vành chúng ta cũng nói rồi, cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ không nhắc lại nữa ha. Thì như vậy tất cả những cơ chế bù trừ tại tim và ngoài tim thì cuối cùng lại quay thành một cái dòng lẫn vận là tăng tiền tải và tăng hậu tải lên. Giãn buồng tim thì gây tăng tiền tải, mà phì đại cơ tim thì sẽ gây tăng hậu tải lên, nó tạo một cái vòng xoắn gây tái cấu trúc cơ tim dài hạn. Như vậy á, chúng ta có nguyên nhân gây bệnh, nguyên nhân để mà gây suy tim, cũng đánh lên cơ chế là gì? Tăng tiền tải, tăng hậu tải, giảm sức co bóp cơ tim. Rồi đến khi mà cơ chế bù trừ là những cơ chế để mang lại ích cho những cơ quan khác và làm cho tim tổn thương lần hai, thì những cái vòng xoắn bệnh lý của tổn thương lần hai này cũng lại quay lại để làm gì? Tăng thể tích, quá tải áp lực hoặc là tiếp tục tổn